Hello, xin chào mọi người. Hôm nay sẽ nhà mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng camera ngụy trang, camera siêu nhỏ, hotline 0395838345. Như trên màn hình các bạn thấy thì đây chính là một dòng camera ngụy trang cũ áo. Con này có tên là con camera S400. Đấy, thì bây giờ với những cái nhu cầu mà sử dụng những cái dòng camera giấu kín hoặc là camera ngụy trang ngày càng nhiều để giám sát cũng như là theo dõi quay lại bằng chứng cứ, thì các bạn có thể theo dõi và đăng ký kênh của mình để có thể cập nhật được thêm nhiều mẫu camera ngụy trang siêu kín bên mình. Bên mình thì đang có rất là nhiều mẫu camera ngụy trang khác nhau để phục vụ cho tất cả các nhu cầu của các bạn, hoặc là bạn nào đang muốn độ chế vào những cái thiết bị điện tử hoặc là đồ gia dụng trong gia đình thì cũng có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395838345 để nhà mình có thể hỗ trợ cho các bạn nha. Nhà mình thì đang có chương trình ưu đãi là khi các bạn ấn đăng ký kênh thì nhà mình sẽ tặng kèm cho các bạn, đó chính là một chiếc thẻ nhớ cho card để các bạn có thể lưu trữ được dữ liệu đó, và khi các bạn nhận hàng về là nhà mình sẽ lắp đặt sẵn chiếc thẻ nhớ đó vào cam cho các bạn để khi các bạn nhận hàng về tay là các bạn chỉ việc mở ra và sử dụng thôi. Đó, thì mắt cam của nhà mình ấy thì sẽ được độ vào chính giữa của cục áo. Đó, khi các bạn mua camera cũ áo của nhà mình ấy thì nhà mình sẽ tặng kèm cho các bạn, đó là đầu tiên là một cái chiếc thẻ nhớ này, thứ hai sẽ là một cái túi cục áo ngụy trang, và thứ ba sẽ là một cục sạc dự phòng sơ cua. Đó, và ở bên này ấy sẽ là một cái khay để lắp thẻ nhớ này, ở bên sườn nó sẽ là một khay để lắp thẻ nhớ này, chỗ này là chỗ để sạc pin này, sạc pin, và chỗ này sẽ là cái nút công tắc tắt bật on off đây, đó, chỗ này là nút reset. Đấy, con cam của nhà mình thì cực kỳ là dễ sử dụng và ai cũng có thể sử dụng được. Camera của nhà mình ấy thì dùng để lưu trữ bằng chứng này, bảo quản tài sản cá nhân thì cực kỳ là hợp lý. Thông thường thì khách của nhà mình dùng cái con cam này ấy để mang đi ra ngoài quay bằng chứng này, hoặc những cái cuộc giao dịch cực kỳ là nhiều. Đấy, những cái thước phim kín này, đó các bạn có thể mang vào những cái chỗ mà người ta không cho quay phim chụp ảnh ấy. Đấy, các bạn có thể quay được những cái thước phim chân thực nhất. Đó, những cái thước phim mà người ta không để lộ ra ngoài và các bạn có thể quay được. Con cam này của nhà mình thì có góc quay là 150 độ, hình ảnh thì full 4K, có chức năng kết nối từ xa qua 3-4G, có chức năng cảnh báo chuyển động, có ghi hình chuyển động, lưu trữ toàn bộ trong này nhớ và kết nối được qua điện thoại, và con này có thu âm hình tiếng. Đó, con này của nhà mình ấy thì pin khủng lên đến tận 15, quay lên đến tận 15 giờ. Đó, và kết nối được trên điện thoại thì các bạn có thể xem được từ xa, có thể quan sát được từ xa. Đó, và các bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến cái dòng camera siêu nhỏ của nhà mình, camera cũ áo của nhà mình thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo để nhà mình có thể hỗ trợ trực tiếp và chi tiết hơn cho các bạn. Giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn này tải app về điện thoại này sử dụng này, sử dụng và giới thiệu những cái tính năng trong app cũng như là cho bạn xem chất lượng hình ảnh cũng như là âm thanh, với lại hướng dẫn các bạn kết nối từ xa. Đấy, xem từ xa thì đây con cam của nhà mình, xin nhà mình sẽ dán một cái tem này. Đấy, các bạn bóc ra đây, đó cam của nhà mình siêu nhỏ lắm, mắt cam cực kỳ là nhỏ. Đấy, khi các bạn bóc ra rồi thì các bạn sẽ thấy cái nút on off ở đây, các bạn bật lên cho mình. Đấy, khi các bạn ấn bật lên thì nó sẽ có cái, các bạn nhìn cái khay cắm thẻ nhớ ấy thì nó sẽ hiện ra một cái đèn tín hiệu màu đỏ này, và cái đèn tín hiệu này của nhà mình thì có thể tắt bật trong app được nha. Đấy, tắt bật tùy ý được. Các bạn nào sợ lộ thì tí nữa mình sẽ vào đấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt cái đèn này đi. Đó, đây các bạn bật lên như thế này rồi là nó đã tự động quay và lưu rồi. Đó, thì các bạn bật máy của mình lên này, ấn vào App Store hoặc là CH Play tùy vào cái dòng điện thoại mà các bạn đang sử dụng. Đối với dòng iPhone thì các bạn sẽ vào App Store tải cho mình, còn những cái dòng như kiểu là Samsung, Vivo, Oppo thì các bạn vào CH Play tải cho mình ứng dụng. Đấy, để mình sẽ kiểm tra wifi của nhà mình. Con này thì đang kết nối với tín hiệu cam, thì mình sẽ kết nối lại wifi của cái con điện thoại này để mình hướng dẫn các bạn tải app về máy. Đó, đây, máy mình có mạng rồi thì các bạn sẽ ấn vào App Store hoặc là CH Play này. Đấy, các bạn ấn vào phần tìm kiếm cho mình này, ấn vào phần tìm kiếm nha. Các bạn ấn mục tìm kiếm, nhập chữ Lookcam cho mình. Lookcam,
LOOKCM, các bạn ấn tải về cho mình. Đó, khi các bạn ấn tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra một cái ứng dụng có chữ Lookcam và biểu tượng màu xanh nước biển này. Đối với dòng xanh lá này thì không phải. Đó, các bạn tải đúng cái ứng dụng màu xanh nước biển này cho mình, ấn tải về cho mình. Ở đây thì nhà mình đã tải về máy rồi. Đó, khi các bạn ấn tải về xong thì các bạn ấn vào phần cài đặt cho mình này. Ấn vào phần cài đặt cho mình. Thì khi các bạn ấn vào phần cài đặt, ấn vào phần cài đặt của điện thoại này, ấn vào phần cài đặt của điện thoại thì nó sẽ hiện ra cái chữ Wi-Fi này. Wi-Fi các bạn ấn vào đây cho mình. Đó, thì khi các bạn ấn vào đây thì cái tín hiệu Wi-Fi của Cam nó sẽ phát ra và máy vị chủ của các bạn sẽ bắt được. Nếu bắt được thì các bạn kết nối cho mình. Ở đây nhà mình đang có hai tín hiệu. Một đầu tiên sẽ là tín hiệu của cái con Cam, của con Cam ổ điện đấy, còn tín hiệu thứ hai này sẽ là con cúc áo. Mặc định của nó, cái tín hiệu Wi-Fi mặc định của nó sẽ là một chữ cái in hoa đầu tiên, tiếp theo sẽ là một dãy chữ số và một dãy chữ cái. Đó, thì cái tín hiệu này nó sẽ không có bảo mật để cho các bạn có thể kết nối được dễ dàng, và khi máy chủ của các bạn đã kết nối rồi thì những cái máy khác, những cái máy khác mà bật lên ấy thì nó sẽ không kết nối được, nó sẽ không bắt được cái tín hiệu Wi-Fi này. Đó, nên là các bạn sẽ không lo bị lộ, không lo bị nhìn thấy cái tín hiệu Wi-Fi này. Đó, khi các bạn đã kết nối thành công ok như thế này rồi, các bạn thoát ra vào ứng dụng mình vừa tải là các bạn đã có thể sử dụng, các bạn đã có thể xem được từ xa. Đó, khi các bạn ấn vào thì nó sẽ hiện ra một chữ tít như này, các bạn ấn ken cho mình này. Chữ device online màu xanh này, các bạn ấn vào đây. Đó, ấn ken cho mình. Đấy, đây, mình sẽ giơ con cục đá này. Con này thì cực kỳ là mượt này. Cực kỳ là mượt này, nét này. Đấy, hình ảnh thì siêu sắc nét cho các bạn luôn. Con này của nhà mình ấy thì có cái chế độ gọi là chế độ thu phóng. Đây mình sẽ để như này thì các bạn sẽ dễ nhìn hơn. Chế độ thu phóng này đó. Con này thì của nhà mình ấy thì chế độ thu phóng thì khá là xa, zoom khá là xa để cho các bạn có thể soi được, nhìn xa hơn. Đó, để cho các bạn có thể nhìn xa hơn. Và ở trên, Và ở trên đầu này nó sẽ có cái tình trạng pin, tình trạng pin của cái con Cam này. Đó, tình trạng pin của cái con Cam này. Và ở đây thì sẽ là ở đây nó sẽ là độ phân giải cũng như là chất lượng hình ảnh của cái của con Cam này, thì các bạn có thể chọn vào đây. Nhà mình đang để chế độ 1080 và các bạn có thể để chế độ 2K 4K. Đó, đây là tùy các bạn, các bạn có thể lựa chọn ở trong đấy. Đó, hình ảnh thì nét các bạn mang ra ngoài quay thì như thế này, khá là mượt, cực kỳ là mượt, cực kỳ là mượt luôn á. Đó, và ở trên đầu này ấy, thì nó sẽ có đầy đủ ngày giờ tháng năm. Ngày giờ tháng năm này thì cập nhật theo ngày giờ tháng năm trên điện thoại của các bạn, cập nhật giờ quốc tế nên là cực kỳ là chuẩn xác, các bạn có thể lấy làm bằng chứng cứ này, lấy làm dữ liệu này. Đó, thì ở dưới này sẽ có những cái chức năng như là loa này, nghe trực tiếp này, ghi âm này, chụp ảnh quay phim và chỉnh sửa góc ảnh. Đấy, hình ảnh. Đó, thì nếu mà các bạn muốn nghe, các bạn từ xa các bạn muốn nghe to thì các bạn cứ bật mắc âm lượng của điện thoại mình lên, các bạn ấn vào đây để nghe này. Đấy, âm thanh của con này thì cực kỳ là to, cực kỳ là to luôn ạ. Và khi các bạn test này thì các bạn để hai cái thiết bị này gần nhau như mình này thì các bạn sẽ nghe thấy là nó sẽ bị xung đột âm thanh, nó sẽ bị vang như thế. Và khi các bạn kết nối từ xa, các bạn xem từ xa thì âm thanh to, cực kỳ to và rõ ràng. Đó, thì đây, và ở trên đây bạn nào mà muốn tắt cái đèn báo này, các bạn nhìn thấy xanh xanh đỏ đỏ đấy không, các bạn muốn tắt cái đèn báo này ấy, thì các bạn có thể ấn vào cái phần đèn sáng này cho mình, bóng đèn này cho mình, các bạn tắt đi. Đấy là cái đèn báo nó sẽ tắt luôn. Đấy, nó sẽ không bao giờ bật lên nữa, nó sẽ tắt luôn đây này. Đó, thì ở trong đây thì chỉ có những cái chức năng chính là như thế. Đó, hình ảnh thì nét căng luôn. Đó, cái này thì mang đi ra ngoài quay này, những cái cuộc giao dịch này, hoặc là đi quay những cái thước phim thì cực kỳ là chuẩn luôn, cực kỳ là hợp lý luôn. Đó,
Thì đây, giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối từ xa. Khi các bạn muốn kết nối từ xa thì các bạn phải đạt đủ cho mình được hai điều kiện. Đầu tiên là xung quanh cam, xung quanh con cam của áo này của nhà mình phải có wifi. Thứ hai là khi các bạn muốn xem từ xa thì điện thoại của các bạn cũng phải có wifi. Tóm lại là thiết bị điện thoại và cái thiết bị camera cúc áo này phải có wifi. Và khi các bạn đạt đủ được hai điều kiện đấy thì các bạn ấn vào phần bánh răng cài đặt này cho mình. Ấn vào phần bánh răng cài đặt ở đây nha. Đó thì nó sẽ hiện ra những dòng chữ, thì các bạn ấn vào chữ device setting ở đây. Device setting các bạn ấn vào phần wifi setting cho mình. Các bạn nhập cái wifi cho cam. Nhập cái wifi gần cam. Các bạn ấn mật khẩu vào cho mình, ấn ok. Và khi các bạn đi xa thì máy các bạn có wifi 3G, 4G là các bạn đã có thể là các bạn đã có thể xem được từ xa. Đó, nó cực kỳ là dễ thôi. Nó chỉ đủ được hai cái điều kiện đấy là các bạn đã có thể xem được từ xa, các bạn có thể kết nối được từ xa. Đó, thì các bạn có thể ấn vào phần bánh răng cài đặt này, ấn lại vào device setting này, ấn vào phần ở đây sẽ có phần là SDK setting. Các bạn sẽ ấn vào đây. Ở trên đây ấy thì nó sẽ có phần video duration này, tức là thời lượng một video quay lưu. Đó, một thời lượng của một cái video quay lưu. Ở đây sẽ có, nhà mình đang đặt chế độ là 5 phút, tức là cứ 5 phút nó sẽ quay và lưu. 5 phút là nó sẽ quay và lưu, nó cứ liên tục như thế. Làm thời lượng của một cái video quay lưu. Đó, nó sẽ có 10 phút, 30 phút hoặc là ngắn hơn thì là 3 phút. Đây là tùy vào mục đích sử dụng của các bạn đấy, hoặc là nhu cầu của các bạn thì các bạn chọn ở đây thì nó sẽ cứ quay liên tục như thế, cứ một video quay lưu của nó sẽ là 5 phút. Đấy. Thì camera mình dễ dàng, cực kỳ là dễ dàng sử dụng. Và khi các bạn muốn xem lại những cái file lưu ở trong những cái file lưu ở trong thẻ nhớ của cái con cam này thì các bạn có thể ấn vào cloud gạch chéo SD. Đấy, các bạn có thể xem lại toàn bộ những cái video lưu nó quay ở trong đây. Đó, ấn vào cloud gạch chéo SD, ấn vào SD file thì nó sẽ hiện ra toàn bộ những cái video nó quay ở trong đây. Đó. Còn những cái phần ở cái chỗ photo này ấy, sẽ là những cái hình ảnh mà các bạn chụp trực tiếp ở trong cái phần xem này này. Đó, các bạn ấn vào đây thì nó sẽ làm những cái hình ảnh hoặc những cái video mà các bạn nhìn thấy, các bạn quay trực tiếp ở trong cái đấy thì nó sẽ hiện ở đây. Đó, camera của mình thì cực kỳ là dễ sử dụng. Thì nó chỉ có những cái phần cơ bản là như thế. Còn bạn nào có điều gì thắc mắc thì có thể gọi trực tiếp cho mình. Đấy, thì mình sẽ giải đáp thắc mắc và nhà mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Đó, thì trên đây ấy cũng là phần mình hướng dẫn cho các bạn. Bạn nào mà đang có nhu cầu mà quan tâm đến những cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ hoặc camera ngụy trang của nhà mình thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395838345 để mình có thể hỗ trợ chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn nha. Và sản phẩm của nhà mình thì có bảo hành 1 năm lỗi 1 đổi 1 và miễn phí ship cho các bạn. Khi các bạn ở xa, các bạn có thể đến trực tiếp hoặc là đặt mua online. Và khi các bạn đặt mua online thì các bạn sẽ không phải mất một đồng phí nào cả đối với những hàng gọi sẵn. Còn những cái hàng mà các bạn muốn đặt các bạn đặt theo yêu cầu này, những cái thiết bị điện tử đồ gia dụng trong gia đình các bạn ấy mà nhà cửa hàng nhà mình không có, các bạn muốn đặt theo yêu cầu thì các bạn phải cọc cho mình. Đó, tránh trường hợp là khi các bạn nhận hàng, các bạn khi nhà mình gửi hàng các bạn không nhận hàng thì nhà mình sẽ phải hủy những cái con đấy, vì những cái con đấy rất gọi là khó bán lại, thì sẽ tốn công tốn sức này, tốn tiền bạc và tốn cả thiết bị của nhà mình nữa. Đó. Và khi các bạn nhận hàng về thì các bạn được đồng kiểm với shipper, được bóc hàng, được test hàng, được thử hàng chuẩn đúng như cái video quảng cáo này thì mới thanh toán. Trong cái trường hợp mà sản phẩm không đúng như mô tả này, không đúng như cái video quảng cáo này thì các bạn có thể hoàn trả hàng cho bên mình mà không mất một đồng phí nào cả. Hàng bên mình thì bao test, bao ship cho các bạn luôn. Và video của nhà mình thì đến đây thôi. Bạn nào mà có điều gì thắc mắc thì có thể comment ở dưới phần bình luận cho mình. Và nhớ ấn đăng ký kênh để được tặng những cái ưu đãi cực kỳ là hời. Hoặc là các bạn có thể tham khảo những cái mẫu khác, những cái mẫu camera ngụy trang khác trên kênh của mình. Giờ thì mình xin chào toàn thể các bạn và hẹn các bạn vào những cái video clip tiếp theo.